Hôm nay bếp siêu phẩm Pioneer V12 với cả con Omni đàn ông. Những clip trước thì thường là em ghép cho các bác Pioneer rồi đẩy với vang số rồi 203N 506. Hôm nay ghép với một con Omni đàn ông rất cỏ. Con đàn ông 390, 35 mã, 25 mã. Công suất có hơn 100W thôi. Đấy. Đấy. Con 392 này. Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Trung âm rất là ấn tượng. Sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi ai. Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ là một ngày tươi say. Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà. Giới thiệu qua nhiều bác chưa nắm được cái đôi loa khủng này. Đôi này là đôi Pioneer V12. Rất là nhiều anh em săn. Cặp này nó sở hữu 2 bát 25, 4 loa chung và 4 loa tép. Cao khoảng 1m2. Giá đôi này thì hơn 20 triệu. Mãi mãi bên nhau, thấy em vui bên người, thấy em thật tươi, còn anh thì gượng cười. Rồi ngày tháng qua em đã nhận ra tình yêu người ta phai nhòa. Em muốn rời xa nhưng đã lỡ người yêu quá. Lệ trong khóe mi bước đi trong khi người quan trọng nhất đời em. Em đã vội vàng đánh mất nỗi buồn một mình em cất. Thì xin em đừng sai khờ, đừng cố níu giữ những lời em đã phải mở. Chỉ khiến cho trái tim em đau như vô bờ. Vì có một người mong chờ, có một người đau khi em thấy bơ vơ. Cặp V12 này Discord nó ghi mỗi chiếc hơn 300W. Nhiều anh em lăn tăn về công suất. Nếu mà bù lại cặp V12 này thì độ nhạy nó rất là tốt. Cho nên anh em chơi Omni rất là dễ dàng. Giả dụ đang ghép con này có hơn 100W này, 138W. Anh em chơi tiếng rất là ổn. Kể cả anh em với con này anh em chỉ cần thêm con vang này anh em hát rất hay à. Dòng đàn ông 390 2 này thì nó có một cái hay là chiết áp nó sinh một cái lao lớt chiết áp, lao lớt vặn. Cái điều chỉnh biên độ lao lớt nó được rộng hơn là cái loại nút vặn. Em ngại nó cũng dễ thương, mỗi khi em giận nó càng dễ thương mà. Tất cả nó đều dễ thương, nhưng mà thương nó không có dễ. Bên cạnh chỉ được nhìn ngắm bởi vì anh không muốn thành thằng hề. Em nhìn bên trái, nhìn bên phải không thấy anh đâu. Vì nợ phía sau lành lạnh nhìn trái tim người con gái tổn thương. Vì ta đâu là gì của nhau, nỗi đau mà em giấu. Anh còn đau gấp trăm lần, muốn yêu một người thật khó khi ngày. Em test các loại nhạc để anh em nghe. Ví dụ nhạc chậm, tiết tấu chậm một chút này. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xôi. V12 này nó thiết kế 4 cái loa này là 4 loa chung. Đấy, anh em phân biệt nó rất là dễ thôi. Anh em nhìn nhé, loa chung bình thường loa tép của những dòng loa khác thì nó rất là bé. Nhưng mà tép của V12 thì nó to như loa chung luôn. Nhưng nó có một cái khác biệt ở đây này. Khác biệt ở cái màng. Màng loa chung này nó sẽ dày hơn.
là cái màng loa tép, anh em nhìn rất là dễ. Cho nên là chỉ cần nhìn qua là anh em biết đây là bốn loa chung này. Và bản thân nó đằng sau của nó, bốn loa chung này nó sẽ đóng một cái quang riêng để cái âm chung nó không bị lẫn khi tiếng bass nó lên nhiều. Còn bốn loa tép này thì đằng sau nó hở. Và người ta làm check 45 độ so với mặt phẳng này để tạo cái hiệu ứng âm thanh nó tốt hơn. Đấy. Cặp này của anh rất là lực, vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay. P&V 12 giá ngoài 20 triệu. Các bác có nhu cầu thì alo cho em.